Xin chào tất cả các bạn, mình là Toàn, mình là tác giả của bộ sách Hạch não Kanji. Thì bộ sách Hạch não Kanji thì hướng dẫn Kanji từ trình độ N5 đến N1. Đây là được rất nhiều các bạn, kể cả các bạn mới học Kanji hoặc là các bạn đã học lên một trình độ nhất định, ví dụ như N3 thì cũng lựa chọn rất là nhiều để mình có thể học Kanji dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem ở trong hộp sách Hạch não Kanji này có những cái gì. Đầu tiên khi học theo bộ sách Hạch não Kanji thì các bạn cần phải học trước đó là 214 bộ thủ chữ Hán. Vì phần bộ thủ này thì sẽ tương ứng giống như bảng chữ cái để mình học ghép kanji, mình học đầu tiên. Sau khi mình đã học bộ thủ tương đối rồi thì mình sẽ học sang sách Hạch não Kanji. Thì ở đây mình có tập 1 và tập 2, đây là tập 1 và đây là tập 2. Thì ở đây đủ 2136 kanji để các bạn học kanji từ trình độ N5 đến N1. Thì mỗi kanji sẽ có câu chuyện nên là rất là dễ nhớ. Sau khi các bạn đã học kanji thì đương nhiên các bạn phải kết hợp với luyện viết. Tức là mình không cần viết quá nhiều, tại vì mình đã có câu chuyện để mình ghi nhớ dễ dàng rồi. Nhưng mình vẫn phải luyện viết, thì mình có hai quyển luyện viết là tập 1 và tập 2 tương với sách. Thì sau khi các bạn đã thuộc tương đối kanji thì mình sẽ cần ôn tập lại. Thì mình sẽ ôn tập bằng flash card. Thì ở đây là đã dập sẵn rồi, rất ra nó rất là dễ. Đây, nó sẽ có những kẽ kẽ này, các bạn chỉ về rất ra là có thể dùng được luôn chứ không cần phải cắt nữa. Và phần cuối cùng, khi mình đã giỏi kanji rồi thì mình sẽ có một tấm bản đồ siêu to khổng lồ. Tấm bản đồ này sẽ giúp mình kiểm tra lại để xem là 2000 kanji mình đã thuộc hết chưa. Đó, ví dụ như khi các bạn nhìn vào tấm bản đồ này mà thấy chữ nào mình cũng biết rồi, đúng không? Thì chứng tỏ là mình rất là giỏi kanji rồi. Như vậy là mình vừa cùng các bạn khám phá bên trong hộp sách Hạch não Kanji gồm những sách gì. Thì chúc các bạn sẽ học tập thật là giỏi kanji cùng với bộ sách Hạch não Kanji.